Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây nha chị. Gồm có sâm hương nè, rồi cây ngâu bông vàng, rồi bông trang, rồi lộc vừng, tùm lum cho nha. Hôm nay là giá cực kỳ mềm cho cô chú anh chị mình săn hàng luôn. Này là giá bao rẻ luôn ha. Nó thật sự là ship cái chậu cho mình luôn nha cô chú anh chị. Mã số đầu tiên là 30. Đó. Quanh 12. Cành bay 27. Đó, cây này ship cái chậu luôn nha cô chú anh chị. Đó, sống khỏe hết rồi ha, thường chậu luôn nha. Tại hổm gà để nó rụng lá đó. Mã số là 30. Rồi 120.000 bao ship cả chậu luôn. Cực kỳ mềm. Mã số 31. Đó. Sam hương Đài Loan nha anh chị. Giá cực kỳ mềm luôn. Cái chậu hết 50.000 đó anh chị ơi. Quanh 13. Cành 324. Rồi 120.000 bao ship luôn anh chị ơi. Mã số 31. Tiếp theo mã số 32. Chậu này đẹp lắm nha anh chị. Đây nãy để dưới đất nó sình nó văng lên á. Mã số 32, sam hương Đài Loan nha anh chị. Lá rất là thơm. Quanh 11. Quanh 11. Cành bay 31. Cành bay 31, mã số là 32. Rồi 120.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Sam hương nha anh chị. Mã số 33. Mã số 33 nha anh chị. Đó, sam hương Đài Loan rất là đẹp ha. Này trời mưa hơi lớn anh chị ơi. Quanh 11. Cành bay 23. Cành bay 23, mã số là 33. Rồi cũng 120.000 bao ship luôn. Quá mềm luôn anh chị. Rồi tiếp theo cũng là cây sam hương, mã số là 34 nha anh chị. Đó, lá rất là mướt ha. Quanh 10. Quanh 10. Cành bay 30. Cành bay 30. Đó, cây rất là đẹp, cũng 120.000 bao ship luôn chị ơi. Giá cực kỳ mềm. Rồi tiếp theo là cây trang đỏ lá nhỏ. À, trang đỏ lá nhỏ nha anh chị, mã số là 35. Nè, đâm chỗi trơn nè, đọt đỏ luôn nha. Quanh 14. Quanh 14. Chiều cao 20. Rồi cây này 350 rồi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn. Mã số 35. Trang đỏ lá nhỏ. Rồi tiếp theo mã 36 cũng trang đỏ lá nhỏ luôn. Cây ra tùm luôn anh chị ơi. Ủ đế chập bá luôn. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 18. Chiều cao 18. Rồi cũng 350.000 bao ship. Rồi tiếp theo đây là trang vàng lá chung nha. Này em có ghép hai cái lá nhung cẩm thạch vô nè. Đó, anh chị để muốn ghiên ghiên chứ ghép ghép ha. Giá cực kỳ mềm luôn. Quanh 10. Quanh 10. Chiều cao 11. À, trang vàng lá chung nha anh chị. À, có hai cái nhánh cẩm thạch. Rồi cái này 50.000 gộp đơn anh chị. Cực kỳ mềm luôn. Rồi cũng tiếp theo cũng trang vàng lá chung. 38. À, mã số là 38 nha. Củ trà bá luôn chị ơi. Quanh 9. Quanh 9. Chiều cao 28. Đó, củ nè. Quay cái củ. Rồi cũng 70.000 gặp đơn chị ơi, 70.000. Rồi tiếp theo mã số 39. Đúng không? Đó, trang vàng lá chung ha. Này để giá cực kỳ mềm cho anh chị luôn. Quanh 13. Quanh 13. Chiều cao 20. Rồi 70.000 gặp đơn luôn chị ơi. Mã số 40. Mã số 40 cũng là trang vàng lá chung. Đó, cây ra lá cây rất là vàng luôn chú chị. Giá cực kỳ mềm của chú anh chị mình chơi luôn. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 19. Chiều cao 19. Mã số 40. Rồi cũng 70.000 gộp đơn luôn chị ơi. Rồi tiếp theo là cây hoa ngâu bông vàng nha anh chị. Cây cũng đâm chồi sống khỏe luôn. Rồi đó cũ đi. Cây cũng khá là to nha anh chị. Quanh 20. Quanh 20. Chiều cao 56. Chiều cao 56. Ngâu bông vàng ha, mã số là 41. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 300.000 nha, bao ship tặng nhà luôn. Ngâu bông vàng. Rồi tiếp theo mã số 42. Đó, một củ đế luôn nha cô chú anh chị. Cây cũng sống khỏe hết rồi ha, đâm chồi hết rồi. Quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 14. Chiều cao 14 cây ngâu ha. Rồi cây này cũng 300.000 em bao ship. Rồi tiếp theo là linh sam sông hình lá gí nè. Đó, bông màu tím đây. Đó, bông màu tím nha anh chị. Đó. Quanh 14. Quanh thân này 14 nha, nguyên củ nó bự lắm nha anh chị. Cao 19. Đế điều gan nè. Đó.
Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 70.000 luôn, gộp đơn. Mã số 43. Mã số 44. Nè bên đây đế cũng đều lắm nha anh chị, tại em không có mằng qua bên đây ha nè. Đó. Đế này nó lồi lên nè. Quanh 13. Chiều cao 25. Rồi cây này cũng 70.000 gộp đơn luôn, linh sam song hình lá gí nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo còn một cây vuốt sữa lò gàn luôn, còn cây duy nhất luôn nha anh chị. Cây này anh chị để đánh bay đánh đổ được nè. Ha. Đó, cây sống khỏe ha, thừng chậu này nha anh chị. Đó, mình yên tâm ha, nhú chồi rất là nhiều, đâm chồi luôn nè. Quanh 12. Chiều cao 36. Rồi mã số 45, cây vú sữa này giao luôn chị 400.000 ha, bao ship tận nhà. Rồi tiếp theo là cây một củ me chua nha. Cây cực kỳ quái luôn nè. Đó, chị coi nè, củ chà bá luôn. Me chua ha, củ này rất là quái ha. Quanh 15. Quanh 15. Mã số là 46, cây này giao lưu với quý anh chị mình là 200.000 thôi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo là cây hoa lài cánh đơn nha chị, mà nó bông chùm chùm vậy nè. Đó, nè cánh đơn nha, không phải cánh kép ha. Nè, có bông luôn nè, đó đây nè, mà bông chùm chùm luôn. Hoa lài cánh cơ đơn, hoa cũng rất là, cũng cơ bản cũng thơm thơm ha. Giá cũng mềm mềm cho quý anh chị mình chơi ha. Đem mấy cái sẹo cũ thôi, đâm trò sống khỏe hết anh chị yên tâm nha. Mã số 47. Rồi nó đại cũ luôn. Quanh cũ 16. Chiều cao là em đo tới đây ha. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 thôi, rẻ luôn bao ship. Rồi tiếp theo cây lộc vừng. Lộc vừng lá nhỏ nha anh chị. Lộc vừng lá nhỏ, cây này xiên hoa ha. Lá nhỏ. Mã số 48. Quanh 16. Chiều cao 14. Rồi cây này cũng 70.000 gộp đơn, mã số 48. Mã số 49 cũng là lọc vừng lá nhỏ luôn nha anh chị. Cây này về anh chị uống vô dây được rồi nè anh chị. Nè, vô dây được hết rồi. Lọc vừng. Quanh 13. Quanh 13. Chiều cao 26. Chiều cao 26, rồi cây này cũng 70.000 gộp đơn anh chị ơi. Cây lọc vừng nha. Rồi tiếp theo là cây cần thăn. Nè, cần thăn cũng nhú chồi hết rồi. Mã số 50. Quanh 9. Quanh 9. Chiều cao 10. Chiều cao 12, rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 50.000 thôi, gộp đơn. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô Kiều Hùng nha cô chú anh chị. Mặt hoa thì em có để góc phải màn hình đó, cây sống khỏe thường chậu rồi. Về này dễ sống lắm nha cô chú anh chị. Này về làm bằng bonsai là siêu đẹp luôn, ra hoa là em bao đẹp luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo. 181. 181. Này cũng dán bay, cái này chơi đổ được nha anh chị. Bỏ rạch xuống đổ ha. Quanh 7. Quanh 7. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Rồi cái này 250 chưa? Bao ship. 182. 182. Quanh 7. Chiều cao 37. Chiều cao 37. Rồi 250 luôn chưa? Bao ship luôn. Rồi tiếp theo 184. 750. Quanh 750. Chiều cao 33. Rồi 184, rồi cũng 250.000 em bao ship. 190. Quanh 750. Quanh 750. Chiều cao 33. Chiều cao 33, rồi cũng 250.000. 191. 191. Quanh 8. Chiều cao 30. Rồi cũng 250.000 nha anh chị. 191. 191. 194. Quanh 10. Chiều cao 29. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 250 thôi, bao ship luôn. Cái này dán đổ cho đẹp này. 8. Chiều cao 40.000. Rồi cũng 250.000. 197. Cây dáng bay đẹp. Quanh 650. Cành bay 32. Rồi cũng 250.000 bao ship. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô sâm trái ha. Đó, giá cực kỳ mềm luôn nha. Số cây 100.000, 150. Rất là mềm luôn. 221. Đó, mấy cây này là giá 150 một cây nha chị. Bao ship luôn ha.
hay viết lòng? Hoành chính. Hoành chính. Chiều cao 15. Rồi, cây này 150 bao ship. Đó, cái 22. Mấy cái thằng này cỡ cây viết lông em khỏi đo nha chị. Nè, đó nó bự hơn cây viết lông luôn nè. Em đo chiều cao thôi. Chiều cao 11. Chiều cao 11, 222 rồi 150.000 bao ship. Giá cực kỳ mềm luôn. 223. À, cò lắc nha, cây sống khỏe hết rồi. Chiều cao 12. Chiều cao 12, 223, 150.000. 224, cũ chạp bá nè, đế nè chị coi nè. Đó. Chiều cao 14. 224 rồi cũng 150.000. 225. 225. Chiều cao 15. Rồi cũng 150.000 chị ơi. 226. 226. Chiều cao 12. Chiều cao 12, nó cũ nè, chạp bá luôn. Rồi cũng 150.000 cái bao ship 226. 227. Đó. Chiều cao 9. Chiều cao 9. Cũ cũng đẹp lắm anh chị. Rồi, cũng 150.000. Bao ship luôn nha anh chị. 228. 228. Chiều cao 16. Rồi, cũng 150.000 bao ship. 222. 232. Chiều cao 13. Rồi, cũng 150.000. 232. 232. 233. Chiều cao 13. Chiều cao 13. Rồi 150.000. 233. 233. 235. 235. Chiều cao 10. Rồi 150.000. 235. 238. 238. Chiều cao 11. Rồi 150.000. 239. 239. Giá quá mềm luôn anh chị ơi. Chiều cao 13. Rồi 150.000, 239. 239. 240. 240. Chiều cao 12. Rồi 150.000. 241. 241. Chiều cao 13. Thằng lắc nha, quay sườn cái. 241. 241. Rồi 150.000. 242. Ủa này co lắc xuống rất là đẹp. Chiều cao 11. Rồi 242 150.000. 243. Rồi tới luôn 100.000 nha anh chị. Mấy cái này là 100.000. 100.000 phải gộp đơn em mới gửi ha. Chiều cao 10. Ship từ 2 cây ha. Mã số là 243. Rồi 100.000 chứ. Lô này 100.000. 244. 244. Đó, lắc cũng khá là đẹp. Chiều cao 10. Rồi 100.000 thôi. 245. 245. Cái này nhỏ hơn tí thôi. Chiều cao 11. Rồi cũng 100.000. 245. 246. Chiều cao 10. Rồi cũng 100.000, 246. 247. 247. Chiều cao 9. Rồi cũng 100.000. 247. 248. 248. Chiều cao 12. Rồi cũng 100.000 chứ. 248. 249. 249. Chiều cao 11. Rồi cũng 100.000. 250. Cây cũng khá là quái anh chị. Chiều cao 7. Rồi cũng 100.000. 250. 250. 251. 251. Chiều cao 9. Chiều cao 9. Đó, khổ cụ đế nè. Rồi 100.000. 252. 252. Chiều cao 12. Rồi cũng 100.000. 252. 253. 253. Chiều cao 12. Rồi cũng 100.000 thôi. Cũng rất là bự. 254. 254. Chiều cao 11. Rồi cũng 100.000. 254. 255. 255. Chiều cao 18. Rồi cũng 100.000 cho cô chú anh chị thôi. Rất là mềm luôn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly. Từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, từ 1 ly
đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ, tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị và nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn thì cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Rất là dày nha anh chị, nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chưa xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi làm dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bán nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn.
chất lượng loại này em đã xài rồi nghe chú anh chị, em bao hàng cho chú anh chị luôn, về cứ mở ra test thử, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo các cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mất nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, tuần mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì...